Nga đã chia sẻ với các bạn về tất cả các dấu vân tay căn bản. Và thông qua dấu vân tay như vậy, mình sẽ hiểu được đặc tính của dấu vân tay đó, nó thể hiện nên tính cách của một người. Có những ưu điểm, nhược điểm và chìa khóa thành công ở mỗi dấu vân tay để chúng ta có thể phát huy điểm mạnh của mình lên. Nhưng mà ở đây ạ, mình sẽ nhìn thêm ạ. Mình xem dấu vân tay như nào. Ở phần này ạ, Nga sẽ chia sẻ cho các bạn cách để liên kết dấu vân tay. Tại vì bản thân là trên bốn ngón dấu vân tay của chúng ta thì như thế nào, có rất nhiều dấu vân tay chứ không phải chỉ có một dấu vân tay. Ví dụ như là có một dấu vân tay đại bàng hay một dấu vân tay cảm xúc WE thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận về đặc tính, nhưng mà thực tế thì sao, nó là sự đan xen kết hợp của nhiều dấu vân tay. Vậy làm thế nào đó để nhìn vào bốn dấu vân tay này chúng ta có thể hiểu được cái nét đặc sắc là cá tính riêng, là đặc tính cốt lõi của người đó? Ở phần này nha sẽ hướng dẫn cho các bạn liên kết dấu vân tay. Có một vài điểm lưu ý mà chúng ta cần phải nhớ lại là sao? Vì sao phải xem bốn ngón ạ? Tại vì bốn ngón này nó liên quan đến thùy trúc trán và thùy trán. Nó thể hiện về mặt suy nghĩ, nhận thức, tư duy của chúng ta, thể hiện ra tính cách của mình. Và lưu ý dùng Nga, trong quá trình Nga chia sẻ, các bạn sẽ nhớ đến có những dấu vân tay rất đặc biệt, rất ít người có. Đó là nhóm vân tay gì ạ? Thứ nhất là nhóm núi ạ. Nhóm núi là nhóm thiên tài, chỉ có 5% mà thôi. Rồi trong nhóm đại bàng sẽ có nhóm gì ạ? WB, WL. Mặc dù đại bàng 30-35% nhưng BL là nhóm cực kỳ ít. Hay là nhóm nước ạ? Nhóm nước 60-65% nhưng nhóm nước ngược sẽ rất là hiếm. Như vậy thì chúng ta sẽ có nhóm S, nhóm núi, nhóm WB, WL và nhóm Radio, RL. Đây là nhóm có tính cách trội hơn so với những nét tính cách khác. Như vậy thì nếu như mình gặp dấu vân tay này ở bất kỳ vị trí nào trên bàn tay thì họ đều thể hiện nét tính cách này ra bên ngoài, không nhất thiết là bốn ngón. Ví dụ như bốn ngón này là nước ạ. Nhưng giả sử họ có WB ở ngón này thì việc đầu tiên mình gặp một người đó mình phải nói về đặc tính của WB, tại vì họ sẽ thể hiện đặc tính của WB ra bên ngoài nhiều hơn. Vì đó là nhóm vân tay mạnh. Như vậy nhớ nha, trong việc liên kết dấu vân tay của bốn ngón thì việc đầu tiên mình phải nhìn xem trên bàn tay họ có những dấu vân tay trội hơn hay không. S, BL và nhóm Radial. Sau đó chúng ta sẽ nhìn ở bốn ngón này. Ngoài những nhóm đặc biệt đó, tiếp theo chúng ta sẽ đến nhận diện nhóm có tính cách mạnh sẽ xu hướng bộc lộ ra bên ngoài nhiều hơn những nhóm có nét tính cách trầm hơn. Tiếp theo là nhóm gì ạ? WT, WS, WE. Vậy thì nếu trên tay có những nhóm này thì mình phải ưu tiên nói ạ. Rồi sau đó đến nhóm gì ạ? WC, WD và WI. Và cuối cùng chúng ta mới nhắc đến là nhóm nước. Đó là điểm lưu ý ạ. Thứ hai, thứ nhất là xem bốn ngón, thứ hai là chúng ta xem về những cái đặc tính nổi trội của dấu vân tay. Cái thứ ba nữa chúng ta cần phải lưu ý trong quá trình liên kết dấu vân tay. Thứ nhất ở đây ạ, mình phải tìm ra được yếu tố cân bằng trong cuộc sống này. Ví dụ như một người nào đó 10 dấu vân tay đại bàng thì tính cách của họ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ở đây á mình sẽ hình dung nhận quá nhiều dấu vân tay đại bàng, họ có xu hướng bộc lộ tính cách nó sẽ đầm hơn, nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với cá tính của đại bàng, không ủy mị như nước, nhưng cách phản ứng ra bên ngoài mình sẽ thấy đâu đó họ cũng dễ gần hơn. Tại vì sao? Khi quá mạnh nó sẽ chuyển sang trạng thái quá mạnh, nó sẽ thể hiện ra bên ngoài có một chút gì đó nó nhẹ nhàng hơn. Hay là nhóm nước ạ, nếu như 10 nước thì chúng ta không thể nào ngồi nói người 10 nước là tính cách nhẹ nhàng được. 10 nước đó là dòng nước lớn thì ở 10 nước nó sẽ là tính cách mạnh mẽ hơn, gần giống với đại bàng. Mình nhớ nhá, cuộc sống này luôn cân bằng nên khi xem dấu vân tay mình cũng sẽ linh hoạt. Khi họ quá mạnh thì họ sẽ thể hiện bên ngoài nó sẽ nhẹ nhàng hơn, mềm hơn. Ở bên trong họ rất cứng nhưng bên ngoài họ sẽ mềm hơn. Nhưng cái gốc bên trong của họ vẫn sẽ là cái gốc của 10 dấu đại bàng. Như vậy lưu ý dùm Nga, cái gì quá nhiều thì nó sẽ chuyển trạng thái. Thì như mình biết là dấu vân tay của mình nó không đơn thuần, nó chỉ tập trung 100% đại bàng. Cứ hễ người nào có đại bàng là tất cả dấu vân tay đại bàng. Mà ở đâu đó sẽ có sự kết hợp của đại bàng, của nước, của núi, đôi khi trên cả bốn ngón á. Như vậy thì cái việc mà chúng ta liên kết dấu vân tay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đặc tính của người đó. Một ví dụ là dấu vân tay, chúng ta sở hữu nhiều dấu vân tay trên một bàn tay. Chúng ta hãy quan sát cái hình này, đây là dấu vân tay của Einstein. Einstein
Thiên tài của thế giới sở hữu 4 dấu vân tay đặc biệt: WB, nhóm của sự hoàn mỹ hoàn hảo; ASAT là nhóm của sự bền vững, một kiến thức cực kỳ chuyên sâu; Radial sự sáng tạo, và WX là một nét tính cách bất ổn định. Nên là mình sẽ thấy ạ, bản thân mình nhìn dấu vân tay gì? WB là gì? Là sự hoàn mỹ. AT, AS là sự vững chắc, một cái gì hoàn mỹ ở trên cao hơn, và AS là sự chắc chắn. Rồi Radial lại là một sự khác biệt. WX là một nhiều là sự kết hợp của nhiều nét tính cách. Nên mình thấy ạ, sự pha trộn của nhiều đặc tính vân tay như vậy nó gây chính sự mâu thuẫn ở trong nội tâm của ông. Nên thay vì người khác nhìn ở góc độ tiềm năng ông là một thiên tài, nhưng ở đâu đó mình sẽ thấy Einstein là một người lập dị, khó hiểu, và đôi khi mọi người nói ông là bị tự kỷ nữa. Thì khi mà rõ ràng hiểu về dấu vân tay, mình sẽ hiểu rõ về phong cách của con người này hơn. Và rõ ràng ông là một thiên tài với những dấu vân tay cực kỳ đặc biệt. Hay là một nhân vật khác như là Walt Disney có sở hữu WB ạ. Nên mình thấy các tác phẩm nghệ thuật của ông ạ mang tính hoàn mỹ hoàn hảo cực kỳ cao, với nét sáng tạo độc đáo, với một tư duy cực kỳ hoa mỹ. Dấu vân tay thể hiện nên phong cách của người đó. Nên việc mà chúng ta hiểu về dấu vân tay của một người nào đấy, chúng ta sẽ hiểu được cá tính hành vi của người đó. Và dưới đây sẽ là những nguyên tắc mà các bạn cần phải lưu ý trong quá trình liên kết về dấu vân tay để hiểu về phong cách của một người nào đó. Và một cái lưu ý thứ ba đó chính là sự kết hợp. Dấu vân tay sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về đặc tính cốt lõi của bản thân mình cũng như người khác, nhưng chúng ta phải tìm ra được sự tương quan và sự liên kết, và điều này phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố của sự trải nghiệm. Chính nhờ trải nghiệm chúng ta mới có sự hiểu sâu sắc hơn. Ví dụ như thế này, nếu cho chúng ta có một người nào đó là dấu vân tay đại bàng và dấu vân tay nước ở trên 4 ngón ạ, nhưng chúng ta thấy rằng nhóm nước biểu hiện nhiều hơn nhóm đại bàng, điều đó cũng hoàn toàn bình thường. Các bạn phải hiểu rõ đặc tính và ứng dụng linh hoạt. Vì sao ạ? Đại bàng chỉ phát huy sức mạnh khi đại bàng có mục tiêu, cũng giống như khi có con mồi, đại bàng mới thể hiện được sức mạnh của mình. Vậy thì nếu như người này không có mục tiêu ạ, thì tính đại bàng đã bộc lộ chưa? Chưa bộc lộ. Chính vì vậy họ sẽ có xu hướng bộc lộ những yếu tố của nhóm nước ra bên ngoài nhiều hơn. Ví dụ như là thế, thì mình sẽ hiểu bản chất của vấn đề, và cách mà họ bộc lộ hành vi bên ngoài chịu tác động rất nhiều về từ nhận thức cũng như là môi trường tác động. Khi mà mình xem dấu vân tay, mình sẽ có gì? Hai ngón cái liên quan đến gì ạ? Thì trước trán, khả năng nhận thức, quyết định đưa ra hành vi. Hai ngón trỏ sẽ là về tư duy. Như vậy thì chúng ta sẽ có thêm một cái sự liên kết nữa. Vậy thì nếu như dấu vân tay ở hai ngón cái là sao? Nó thể hiện ra bên ngoài nhiều hơn. Còn dấu vân tay ở hai ngón trỏ sẽ thể hiện trong cái tư duy và suy nghĩ của mình nhiều hơn. Ví dụ nha, ví dụ như một bạn hai ngón này là nước ạ, hai ngón này sẽ là đại bàng. Như vậy thông thường mình nếu như theo cái nguyên tắc hồi nãy nghe chia sẻ thì nhóm đại bàng sẽ là nhóm mạnh hơn và thể hiện ra bên ngoài đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thêm một cái nguyên tắc này, đó chính là những gì bạn ấy bộc lộ ra, bạn ấy sẽ bộc lộ ra hình ảnh của một người nước, nhưng trong tư duy lại ẩn chứa một tư duy của đại bàng, là một cá tính mạnh mẽ hơn. Đó nên mình sẽ trong cái việc mà mình liên kết dấu vân tay để mình đọc hiểu một người nào đó, mình sẽ phải ứng dụng rất nhiều nguyên tắc. Thì đó là một vài nguyên tắc Nga sẽ chia sẻ cho các bạn. Nhưng nguyên tắc quan trọng nhất đó chính là sự trải nghiệm. Các bạn cần phải am hiểu sâu sắc, tại vì tất cả những cái gì mà Nga chia sẻ đó chỉ là đặc tính thôi. Đặc tính sẽ bộc lộ ra nhiều khía cạnh khác nhau, và cùng với trải nghiệm chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về đặc tính đó. Và khi mà mình quan sát một người, mình sẽ hiểu rằng cái cách mà họ phản ứng hành vi là do cái gốc này chi phối. Nhưng cái việc thể hiện hành vi của họ, chúng ta cần có sự tương tác, quan sát và nhiều kỹ năng khác để chúng ta hiểu hơn về người đó. Thì đó là một vài cái chia sẻ nhỏ của Nga trong cái việc liên kết dấu vân tay. Và cần có sự trải nghiệm, các bạn sẽ cảm nhận điều này rõ hơn. Và nếu như mà đây chỉ là những kiến thức căn bản thôi, và nếu như các bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ gì thì cứ liên hệ với Nga, Nga sẽ sẵn sàng hướng dẫn các bạn đọc và hiểu dấu vân tay của người khác nhiều hơn.